Chưa có thấy nghiêm trọng mà phương tiện di chuyển thì chúng ta đi chậm chậm nè mọi người không à, chứ không có đi nhanh được. Sao giờ tới đây ta về dưới tao đang ngày gì ta, ngày bình thường thôi mà chắc là mùng 5 tháng 5 ta về cũng được không? Thứ bảy đâu cũng đâu có đông đâu, đâu. Không có đi thôi. Sao mà thấy người ta chạy gần mà chạy đi hậu nó xa. Ừ. Nó xa mà, tại vì cái góc nhìn. Cái góc nhìn nó bao nhiêu thường nó chưa có đụng mà em cứ sợ em cứ la. Cái góc nhìn á, cái góc mà khi mà em nhìn cận này thì nó khác. Còn khi mà em ngồi đây nè thì bởi vì nó mới khuất tầm nhìn rồi nó bị hở vào khoảng cách á. Anh ngồi đây còn đỡ, mà em ngồi xa em thấy nó khác nữa. Còn khi mà em nhìn qua cái điện thoại là cái góc nó hù lại rồi. Ừ. Nó bị khuất đó. Còn điện thoại nằm ở phía trước, nó không có bị cản. Nên nó sẽ thấy rõ hơn. Ở vậy mới cần có camera lùi để coi được cái khoảng cách đó, chứ đâu có còn xe có tầm nhìn đâu có thấy được đâu.
Bến Tre này. Rất là nhiều anh chị ghé đây nghỉ ngơi chụp hình. Kêu cồn. Ban ngày mới đẹp, ban đêm không thấy gì đâu. Ban đêm nhìn qua camera này thấy mà, về coi lại thấy khúc mà mình quay này thì mình không cảm nhận được, nhưng mà khi về coi. Điểm du lịch đây. Đây, mấy bên phải mọi người thấy không? À, qua cổng phụng du lịch miền Tây ha, ngay chỗ BDV, ngay chỗ chim cọc BDV du lịch miền Tây. À, nếu mà ai ở xa thì có thể ghé đó. Có dịch vụ du lịch chọn gói du lịch cổng phụng cùng Huế Sơn, hai cồn luôn, tham quan hai cồn rồi. Rất là vui. Đó là cái nét đặc trưng của Bến Tre. Khi mình về Bến Tre thì sẽ đi du lịch ở chỗ đó là chính đó. Vô chèo xuồng bắt cá, chơi trò chơi. Kẹt xe, đợi hết dịch, hết đợi cầu Rạch Miễu 2 xây xong mà chúng ta sẽ đi. Ok, đau bụng hả tên? Vậy chúng ta sẽ vô làng thu phí không dừng để chúng ta qua trạm thu phí Rạch Miễu. Mình có video hướng dẫn đăng ký thu phí không dừng để đi nhanh hơn nè mọi người thấy không? Lúc nào cái làng không dừng cũng đi nhanh hơn, làng cuối cùng ngoài cùng đó nha, sẽ đi nhanh hơn những làng trong. Ngồi để ý thôi. Đi thôi. Có hai làng nữa. Có người này vô làng hai mà. Ủa, xả trạm đi. Xả trạm đi. Đợi còn được miếu 2 thì cũng phải xả trạm mà. Còn miếu 2 thì sao mà ai đi bên đây thế nào? Nè, thu phí không dừng nè. Thu phí không dừng đi đại, thu phí không dừng đi xe đỏ này. Không có mã, nhưng mà chạm bển thì sẽ xé vé được. Chạm này không được nè. Tại ngoài cùng lúc nào cũng không được xé vé. Phải lui lại. À, ở bên kia kẹt xe đó nè. Ui, cho qua luôn hả? Thấy chưa, lúc nào chạm không dừng đó, không chỉ xe bị lui lại mọi người thấy không? Đi qua đó nè, lui lại nè. Đi xe là lui lại. Tại cái trạm bắt buộc mặc định là sẽ lui lại. Mình qua 8 kiếp. Qua 8 kiếp rồi mấy xe kia chưa thấy lên tới nè. Sau lưng mình nè. Nhiều mọi người hãy dám hãy ơi bá tay trên kênh mình có video hướng dẫn á. Hướng dẫn miễn phí. Dán miễn phí. Tải app rồi sử dụng nạp tiền miễn phí.
miễn phí hết. Ok nha, giờ mình tiếp tục cuộc hành trình về quê. Ok rồi, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like đăng ký subscribe ủng hộ Chí Tiền Dừa xin đăng bye. Ok chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nhớ like đăng ký subscribe ủng hộ Chí Tiền Dừa và xin đăng bye.